Rồi rồi rồi, chào mừng các bạn đã trở lại trong chuyên mục đánh răng mỗi tuần. Và như mọi người đã thấy, đây là team full hệ nước của tôi. Và đối thủ thì có những con Pokemon hệ điện như là Regieleki, cho nên là chắc chắn chúng ta phải mang theo Gastrodon và Pelipper để hỗ trợ gọi mưa. Tiếp theo tôi nghĩ là bên bển sẽ cho ra con nào ta? Có Urshifu bên bển, không biết là nhất kích hay là liên kích. Có thể họ sẽ cho Toco ra trận. Khó nghĩ nhờ. Không, cứ lấy Pelipper ra đi. Rồi có gì mình thu Pelipper về mình gọi trời mưa sau. Nhưng mà tôi nghĩ họ sẽ không cho Toco ra đâu, mà sẽ xài Regieleki đó. Rồi còn gì nữa thì tôi không biết. Cresselia thì khá là phiền phức. Mà tiếc là tôi không biết cách nào để bắt con Cresselia nha. Không có cách nào sẽ sở hữu nó hết. Tìm hoài mà không có rồi. Con nào đây? Vậy là liên kích với lại Regieleki ra trận. Bộ cưng nghĩ là cưng dễ dàng ăn con Pelipper của ta lắm hả? Để coi nha, tôi sẽ xài Earth Power vô con Regieleki, xong rồi Terra hệ rồng. Đó, xài Hurricane vô con Urshifu để coi. Một phát ăn luôn không? Xem đây! Bất ngờ liền. Electro Web. Cỡ nào hai con này cũng chậm hơn hai tụi bay mà còn xài giảm tốc độ chi? Được, đó, sống được. Ngon. Không biết là chiêu Up Power đánh chết được nó không ta. Hiya. Wow. Ghê hả? Tôi cũng nghĩ một phát ăn luôn á. Nào, một phát ăn luôn nữa nè. Sao vậy? À, nó có Focus Sash. Giờ sao đây? Cresselia ra. Giờ sao đây ta? Tôi nghĩ là tôi cứ bảo vệ con Gastrodon đi. Rồi nhờ Pelipper xài Sub. Tiễn không có Urshifu ấy coi. Sống. Còn sống. Còn thở thôi, còn gỡ. Nhưng mà nếu có Urshifu đó cầm Choice Band thì chắc tôi đi từ lâu rồi đó. À không, nếu mà nó cầm Choice Band nãy giờ nó đi trước tôi mà. Quên. Chick Room. Ai trong đây cũng chậm hết. Nhưng con Seruna chắc chậm nhất quá. Không, tôi tin là Gastrodon của tôi chậm hơn chứ ta. Chậm hơn không? Không nhớ tốc độ của con Gastrodon là nhiêu nữa. Giờ sao đây? Ice Beam vô Seruna nhỉ? Chắc vậy. Pelipper xài Sub coi. Đứa nào nhanh hơn? Cái gì? Seruna nhanh hơn hả? Bất ngờ nha. Tôi cứ ngỡ là Gastrodon phải chậm hơn Urshifu chứ. Được rồi, con gấu bắt cực kia. Để xem đây. Mày phải trả giá. À, gáy hơi sớm ha. Sống. Còn sống. Đỉnh. Gastrodon đỉnh. Giờ sao ta? Tôi nghĩ tôi nên giữ lại con Ogopon cho đến khi nào mà Trick Room hết hiệu lực. Đấy, Primarina cũng chậm nha. Sao ta? Tôi sẽ ru ngủ.
còn Barcelona. Rồi trong trời mưa thì Hyper Boys là vừa phải. Gì đấy? Serra đừng nói Serra hệ ma nha. Sao nói đâu trúng đó vậy trời? Sống thì Gastrodon, sống thì sống, sống sao nổi. Âu, âu. Ê đâu đấy? Cái con kia mày làm đâu đấy? Ây cha. Hồi chiêu này sao vậy? Hồi cho mình nó hay hồi cả đồng đội vậy? Tôi cũng chưa nghi nó hồi đồng đội. Wow. Wow. Ủa? Con Cresselia có chiêu đó luôn hả? Hồi đồng đội. Chắc giống, à chắc giống Life Deal. Mà mày quá phiền phức rồi đó con quỷ kia. Để sao ta? Heo. Trick Room còn 2 lượt nữa lận. Thôi mình cứ tự bảo vệ con Ogapon đợt này trước đi. Hết Trick Room là mày đi đời với tao. Vậy thì Hyper Voice. Chờ đợi là hạnh phúc. Ồ, oh, nó tưởng. Ồ, tôi tưởng nó sẽ xử con Primarina trước. Ồ, oh, hên vậy. Mày tính toán sai rồi cưng. Ủa? Gì vậy? À... Ủa? Cái này là do mất kết nối thiệt hay là bên đó bỏ cuộc vậy? Ủa? Vậy là mình thắng trận đầu á hả? Ừ, thắng gì nữa? Rồi, qua trận 2 thôi. Chắc bên đó bỏ cuộc. À... Ở đây... Trận này thì tôi thấy con đáng sợ với tụi mình, đó chính là con Tornadus. Con Tornadus đáng sợ với tiên thời tiết đó. À... Primarina. Tại vì thấy có con Incineroar, tôi nghĩ là phải đưa Primarina ra trước. Hay sao ta? Có Urshifu nữa. Ogapon ra nè. Để hút chiêu nước của Urshifu nè. Tôi nghĩ có Urshifu đó là liên kích lắm. Chưa có cơ hội xài Urshifu ha. Thôi cứ xài Primarina đi. Tại có Incineroar mà. Biết đâu. Vô trận nè. Con gì đây? Con tiếng Nhật ai mà biết. Ồ. Được đấy, nhưng không sao. Suicune của chúng ta có Inner Focus. Không sợ phải cao. Nhưng sợ là sợ con Tornadus. Thì sao ta? Tôi nghĩ tôi phải xử con Tornadus trước. Xin miếng máu con Tornadus nè. Xong rồi tôi nghĩ sẽ set up Tailwind. Cỡ nào con bên kia nó cũng phải có set up Tailwind. À, nó set up Tailwind trước. Rồi mới thiết kế thời tiết sau hả? Phải không? Con Tornadus nó có thiết kế thời tiết được không? Được một nửa à. Ông ăn chả thì bà ăn bánh trôi nước. Phải thử nó trước, trước khi nó đè thời tiết. À... Con Suicune thì tôi vẫn đang tìm bộ chiêu thức hợp lý nó nhất. Bộ chiêu này tôi vẫn chưa thấy ok lắm. Các bạn có recommend một bộ chiêu thức nào ok hơn cho con Suicune thì có thể góp ý với tôi phần bình luận bên dưới ha. Còn bây giờ thì tôi phải toàn lực xử con Tornadus trước khi mà nó... Mặc dù tôi cũng muốn xử con Rillaboom lắm. Con Rillaboom đánh đau quá. Nhưng mà xài chiêu hệ nước này nó cũng không có ăn thua gì với hai con này hết. Nó toàn ý xử con Tornadus đi. Sống đi! Sống!
sống mà, đúng. Rồi, hết sống rồi. Ao. Mày. Mày quá phiền phức rồi. Sao có thể cho mấy con thần này mấy chiêu mạnh dữ vậy trời. Xem đây. Cho mày chết. Mất xê kinh rồi. Thì sao ta? Primarina. Được. Được đúng không? Okapon để sau đi. Trời mưa còn nhiều mà. Eo. Golden Go ra rồi thì chúng ta phải xe ra nó thành hệ nước thôi. Không là con Primarina đi ăn cám liền. Đó, Terran hệ nước, xài Hyper Voice. Không, tụi bay chịu nổi không? Chịu nổi mới lạ. Tôi nên bảo vệ con Flipper hay là xuống sát với hai tụi nó luôn ta? Suy nghĩ khó quá. Thôi xuống sát với con Rillaboom đi. Con Golden Go mà make it rain hay gì? À không, Rillaboom hệ đá, nó muốn xử con Flipper của mình. Wow, cả hai đoán đúng ý nhau ha. Cả hai tụi mình đều xuống sát lượt này. Vậy mới là đánh lộn chứ. Còn đứa nào hay hơn đứa nào nha. Eo chịu. Sống. Con Flipper chết bà rồi. Sao mà sống nổi. Nhưng không sao, đã chơi ra hình hệ đá rồi mình phải chịu trách nhiệm đi. Xem đây. Cho mày chết. Nếu con Golden Go còn sống. Còn nó cũng trâu dữ nha. Trong trời mưa xe ra hệ nước. Hyper Voice 90, sát thương 90 mà vẫn còn sống được máu đó. Nó trâu dữ ta. Rồi giờ còn Overpon. Trời còn mưa là còn... Wow. Ê, hên xui nha. Con Overpon tôi có nên xài cho con Okapon học chiêu Crash Decline không ta? Để phòng mấy trường hợp như thế này. Nhưng nó không ngờ được là con Primarina của tôi có Aqua Jet. Không ngờ chứ gì. Sao mà đỡ được. Nó sẽ nghĩ đến Outspeed của tôi. Nhưng không. Nó suy nghĩ lâu thế. Đấy. Xem đây Aqua Jet. Bất ngờ liền. Sao mà đỡ được. Primarina quá đỉnh. Mặc dù tôi không thích thiết kế của nó lắm nhưng mà nó là đỉnh, đỉnh thiệt. Trời ơi, tôi tưởng đánh con Primarina chứ. Chiêu đó mà dính con tiên cá của mình là mình đi liền. Giờ sao đây? Giờ sao? Tôi có thể Aqua Jet vô con đó hoặc là dùng Hyper Voice. Thôi chơi Hyper Voice cho an toàn. Còn Okapon thì Honleech. Chắc tôi nghĩ Okapon sống được hả? Sống được một đòn của con đó mà. Pew. Gì? Sao còn miếng máu vậy? Thì ra là vậy. Nhưng không sao. Ủa con Primarina chống chịu đỉnh quá ha. Trận đấu kết thúc. Ô con Primarina chống chịu đỉnh như ta. Ý là tôi cũng có cho nó cầm Assovest. Nhưng mà tôi không nghĩ nó chống chịu đỉnh vậy. Rồi. Nhìn cái team là hết muốn ăn cơm rồi đó. Vì sao? Vì team đó có Acheludon, có Thunderous chứ không phải là Tornadus nữa. Nên phải xài Gastrodon thôi. Con còn lại là chắc là Primarina rồi. Nhưng mà cũng hên xui lắm. Primarina không biết nó có Incineroar hay không.
Bên bển cũng suy nghĩ lâu dữ nè. Có gì mà lâu vậy? Sao mà tôi nghi nghi lựa chọn của mình quá? Đoán thử coi bên bển cho con gì nhờ? Chắc là chắc chắn là sẽ cho Thunderous rồi đó. Rồi thêm con Acheludon. Hai con còn lại hơi lạ. Chắc nó không cho Incineroar đâu. Nghĩ làm gì, chọn bà rồi. Con gì đây, tiếng Nhật? Thấy chưa, đúng chắc. Bây giờ quan trọng là tôi sẽ Terra con Pelipper. Để làm gì nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ dùng Soft để tăng thêm một bậc tấn công của con Gastrodon. Xong dùng Up Power với con Acheludon đi. Con thử coi tình hình sao nha. Đẹp chưa? Đó, đẹp nhất đêm nay. Ủa, chiêu này hệ điện mà vẫn đánh được. Ủa, ê, tôi không ngờ tới nước đi này nha. Ủa, vậy mà mình cứ tự tin là kiểu sẽ miễn nhiễm chiêu hệ điện. Ây da, khó ở đây. Vậy con Thunderous đó có chiêu đó hả? Đánh được con Gastrodon của mình là mình thấy mình thua rồi đấy. Coi. Trời ơi. Đánh còn chưa hết tới cái máu vàng nữa. Eo. Vậy con Thunderous khó chịu vậy? Thế đó, cô không làm được gì luôn. Ủa vậy sao chiêu Thunder Wave thì lại bị miễn nhiễm, mà chiêu Aerial Pulse lại có thể tác dụng được ta? Cái này phải học lại rồi. Eo. Ê, chiêu Thunder Wave thì miễn nhiễm. Tôi cứ đinh ninh là mấy chiêu hệ điện không chiêu nào tác dụng được hệ đất hết. Eo, đau thế. Rồi, bị phá chiến thuật rồi. Tôi bất ngờ luôn á. Eo, bị giảm một bậc đúng không ta? Bị giảm một bậc rồi. Tại tấn công đặc biệt của Gastrodon cũng không cao nữa. Mà bị giảm một bậc. Bây giờ sao ta? Bởi vì có Gastrodon trên sàn đấu thì mấy chiêu hệ nước bị hút hết à. Tôi không biết là chiêu Hyper Voice có bị hút không ta. Cái này chưa thử, nhưng mà thử bây giờ thì hơi nguy hiểm ha. Thì chắc Moon Blast là an toàn nhất để xử con Thunderous. Rồi tôi sẽ ru ngủ con Acheludon để cho nó ngủ đi, chứ con nó phiền quá. Gì đây? Cái gì đây? Hệ điện à? À không, hệ tiên hả? Cũng sáng tạo á. Rồi xong. Mình què quạt luôn. Giảm 3 bậc luôn. Con đó thì tăng lên 2 bậc. Xin nó Primarina sống. Sống đi, sống trong đợt này đi, sống. Sợ quá, tầng 2 rồi. Yes. Trời, đỉnh vậy. Trời ơi. Ê, Primarina đỉnh vậy. Ê, tính ra là con Acheludon đó được tăng 2 bậc là tăng gấp đôi sát thương đặc biệt rồi. Mà chiêu Electric Shot đó cũng là 120 nữa. Wow, quá đỉnh luôn á. Vậy mà còn sống.
Nhưng mà chắc không sống qua đợt này đâu. Không sống qua nổi cái mùa trăng này rồi. Chạy là thượng sách. Chạy là thượng sách. Đúng vậy, chạy là thượng sách. Ủa Primarina học được free drive không ta? Để coi đã. Học được thì con Ogopo nó chết tài với tao. Và không còn ngày sau nữa. Không còn ngày mai nữa. Thôi mày ngủ giùm tao cái đi. Mày quậy quá. Chắc lần này thua rồi. Mà thôi, đánh tới cùng coi ai biết được. Còn Okopon. Okopon tôi nghĩ là tôi sẽ... Không, dùng sừng hút con... Dùng sừng hút con Okopon bên này đi. Để lấy máu. Tôi nghi con Okopon bên này xài Follow Me, cái nó hút chiêu hệ nước của mình lắm. Ủa mà đâu cần. Con Gastrodon hút sẵn rồi mà. Giờ mình xài... Không, mình cho con Okopon này ngủ luôn đi. Ừ, cho Okopon này ngủ luôn đi. Hai con này nằm yên để cho tao xử. Đấy, nó Follow Me cái chắc mà. Nhưng cưng không ngờ là ta xài Holy. Yay. Ha ha. Giờ sao ta? Với Honleash cho con Okopon. Xong rồi. Phải tự bảo vệ con Gastrodon trận này được. Đợi cho nó ngủ luôn, muốn làm gì đấy, tiếp làm. Eo. Còn một miếng máu mà cũng không chết được, con có cứng. À, vậy là con bên đó là đặc tính là, ủa, Nature là Adamant hả? Con bên mình là Jolly nên nó nhanh hơn. Giờ sao đây? Đương nhiên là xử con Okopon trước rồi. Chúng ta up power. Ừ, sẽ up power đi. Hy vọng là nó giảm một bậc phòng thủ đặc biệt. Nào. Sao bất lực quá. Trời bất lực quá. Ủa còn con nữa hả? Ừ ha, đánh nãy giờ tôi tưởng nó còn... À thì ra... Tôi tưởng là nó còn có một con thôi, ai ngờ nó còn hai con nữa. Ok. Ok nha. Tôi không thấy tương lai lắm nha. Bây giờ tôi phải ru ngủ con... Như hết 3 hiệp rồi, cho nên là tôi phải ru ngủ con Acheludon trở lại. Cái họ nó tỉnh nè. Ô, còn sống. Cho đây. Ê trời ơi, chưa chết nữa. Sao mày cứng quá vậy? À lúc nãy mình có môi trường cỏ cho nên mới xử được nó. Rồi. Đi luôn Okopon. Một cái kết đẹp. Quá là một cái kết đẹp. À không, mình hơi gấp gáp á. Nếu mà lúc nãy có Okopon của mình mà mình bảo vệ nó để mình ru ngủ con... Chờ mình ru ngủ con này xong rồi mình xử cũng được mà. Mình hơi gấp thiệt, mình hơi gấp thiệt. Còn mình con sinh biển đánh là tội quá. Tội em nó quá à. Giờ phải xử. Giờ chắc chắn phải xử con
quên tên nó luôn rồi. À, Flutterman. Tự nhiên quên tên, đánh hồi căng quá quên tên. Nó bảo vệ rồi, nhưng không sao, cỡ nào nó cũng ngủ thôi. Eo. Không sao, không sao. Đợt sau là nó đi rồi. Gastrodon vẫn còn đầy máu mà. Eo. Trời đất. Ủa, tỉnh rồi hả? Eo. Trời tru đất diệt. Cái này là... cái này là sống nhiều quá, ông trời ổng thương rồi. Và thế đó, chúng ta đã xong 3 trận ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.